hàng cọp giá rẻ cho anh em nè, bành lè bành ủi, máy bơm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm, điện đài, công tơ, cassette, đồng hồ, xe không dùng nữa, xin mời đóng gói bán đi. Anh chị thích Honda Civic không? Đây là bành lè bành ủi của anh chị nè. Nước sơn đẹp không? Hàng đẹp, very good nha anh chị nè. Máy Civic 1.8 nè, mẫu này là tiết kiệm nhiên liệu từ xưa đến nay rồi bà con à. Thương hiệu Honda, là một dòng xe thương hiệu đến từ Nhật. Ok chưa? Hai cụm đèn phía sau bằng bông cực kỳ là dễ thương nha. Sơn đẹp lắm. Nội thất ở trong thì nói chung mẫu này gọi là full rồi, full toàn bộ rồi. 4 thắng đĩa nè, trang bị là ABS nè, 4 vỏ đâu đó còn được tầm 60-65% gầm vọng ở trong nè. Không có một tí gọi là một vỏ ở dưới phần gầm nha cô chú anh chị nha. Option nội thất của em nó như thế nào? Đây bà con, đó, đập vô mắt bà con toàn bộ hệ thống ghế dê của hàng Honda đẹp không? Mới len keng, len keng xà beng được cho anh chị. Tiền ít, thịt nhiều là ở đây. Anh chị băn khoăn trong túi có đủ tiền mua xe không? Xin bà con đừng băn khoăn điều đó. Không đủ tiền mua xe, Trần Anh sẽ thực hiện cho cô chú anh chị một giấc mơ tìm thấy. Đó là mua được một chiếc ô tô về che nắng che mưa. Em này trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nè. Chủ nhà đã lên màn hình em roi. Đây cô chú anh chị nè, sạch sẽ không? Bà con coi cũ số 209 nè. Đó, cũ số đó, đẹp như thế này. Nè, vô lăng nè. Đó, vô lăng đẹp không? Hàng này chuẩn, chuẩn nồi nha bà con cô bác nha. 225 triệu mẫu này cho anh em. Được chưa? Đó, anh em mua bên Trần Anh có bớt cho anh em luôn, thoải mái cho anh em. Anh em thích Trần Anh bớt cho anh em 10 củ. Ok chưa? Chốt cửa nè, vẫn còn 7 màu. Đây anh chị nè, anh chị coi nè. Đó, trong phần từ cái tén nè, vẫn còn 7 màu nha anh chị nha. Đinh bấm ở trong nách đẹp nè. Máy thì liền 1.8, hồ sơ 49 ký rút được 53108, đầy đủ tính năng cho anh em à. Thích là nhích. Mời bà con cô bác trải nghiệm vô bộ đầu lòng của em nó. Bộ đầu lòng nè, là khuôn nè, quần dè nè. Đó, khuôn dè nè, khuôn dè đinh bấm nè, gầm bọng ở trong không có tí mục ngọt. Đây anh chị nè, chạy được bao nhiêu ngàn rồi ta? 140 mấy ngàn, 149.346 km nha bà con. Trợ lực em là nhẹ tưng vô lăng nè. Vô lăng trang bị là túi khí nè. Mới len keng như thế này. Chìa khóa mút lóc của dòng Honda Civic, số má là bao rin nè anh chị. Khay học để đồ. Máy lạnh AC đang mở luôn. Thôi, nè, giá công ty bán nè 230k nè. Trần Anh để cho bà con cô bác quá rẻ luôn. Bớt hẳn 15 triệu cho anh em. Anh em thấy đẹp không? Và cụm đèn trước chủ nhà đã full LED rồi. Được cái vô lăng đẹp nha, vô lăng gọi là cực kỳ đẹp luôn. Đây, chúng ta sẽ có hệ thống là gương cụp mở, các tính năng, gương chỉnh điện, tất cả các ok con gà đen luôn. Chuẩn không? Móc cái đầu này ra. Đó, bà con trải nghiệm vô cục máy nè. Anh em cục máy đã lắm. Cục máy gọi là len keng xà beng. Đây cục máy nè. Anh chị thấy cục máy của dòng Honda Civic không? Máy rất là nhỏ gọn, xài toàn bộ hệ thống IC điện hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Và đây chúng ta sẽ có cảm biến khí thải, tất cả các tính năng. Cục máy, máy em. À, cái thì mặt dưới của em đó là còn nguyên bản, không có dấu hiệu được căn chỉnh nè. Đây là cái thì nè. Đó, dễ thì không? Đó, thì keo của em nó còn nguyên bản như thế này, không có dấu hiệu là căn chỉnh không dưới nha. Máy có cái này chưa mở luôn. Cam cò, rồi cho em kiểm tra kỹ coi. À, mặt nắp cam cò có căn chỉnh nhẹ rồi. Mặt nắp cam cò có căn chỉnh rồi. Chạy thời gian nó xì ron, người ta thay ron, căn chỉnh nhẹ mặt nắp ron cam cò. Hệ thống dầu trợ lực. Và đi đôi không thể thiếu bộ ABS chống bó cứng phanh. Đây là bộ ABS. Số máy tem ở dưới số còn nguyên bản như thế này nè anh chị nè. Em này số bao rin nha, số là bao rin cho anh em luôn. Hệ thống keo chỉ cho nó có bô rin toàn tập. Một cái mức giá cho anh bán ra quá rẻ cho anh em, phải gọi là cực kỳ dễ thương cho anh em luôn. Anh em thích thì múc mẫu này về chở người yêu đi du học, chở người yêu đi nước ngoài. Kể cả bây giờ anh chị biết không, mùa mưa gió đến rồi, anh chị đi một con Civic, anh chị chở người tình đi
tắm biển thì phải gọi là tuyệt vời, đúng không? Quá chuẩn luôn. Anh gặp em trong một mùa đông giá lạnh nha, nhưng mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Trần Anh gọi là forever, được chưa anh em? Bây giờ trước tiên là tài sản bên Trần Anh nè, sau này nè, rồi anh em là mua, đó là tài sản của cô chú anh chị. Trần Anh luôn luôn đồng hành cùng tất cả các bà con cô bác trên mọi cung đường Việt Nam nha. Đó, xe sạch sẽ lắm. Đây anh em, tiếp tục qua tới đây phần cốp nè. Đây là cốp xe Honda Civic nè. Đây, phần cốp nè. Đây, những sóng gân ở trong cốp nè. Đó. Còn khá là chuẩn nha. Khá là chuẩn. Đây anh em ạ. Vỏ đồ Seco đầy đủ các tính năng. Trải nghiệm phần gầm nè anh em. Đây là phần gầm của em. Của em đó đây. Đây thấy gầm không? Gầm đẹp không? Có chỗ đâu mục mọc không? Không một tí mục mọt nữa. 209 nha, bản AT 1.8. Em này chạy lăn quanh cho cô chú chỉ 7-8 lít quay đầu hết cỡ. Mẫu này vừa bền vừa tiết kiệm nhiên liệu nữa. Chất xe đẹp lắm. Chủ nhà dán toàn bộ phim cách nhiệt từ trước ra sau, từ sau ra trước rồi. Ok chưa cô chú anh chị? Nói chung là muốn trẻ đẹp chúng ta phải đi spa. Em này cũng vậy thôi. Anh mới spa cho em nó xong. Ngon lành cành đào cho anh em nè. Anh em nào quan tâm mẫu này alo cho em.